Có cả cái LV Supreme ấy. Có. Quẩy luôn đi. Mic. Hôm nay nhanh nhá, hôm nay anh em rất nhanh nhá. Và sau đây là 4 phút 20 giây dành cho quảng cáo. Bạn bị mụn, bạn không biết sản phẩm nào phù hợp với mình. Bạn định hỏi người yêu nhưng người yêu bạn lại là tổng đài Viettel. Không sao, anh có giải pháp cho em ở đây. Cầm lấy mà rửa mặt. Ôi nhưng mà, đây là dung dịch vệ sinh cho nam mà. Nước men có rất nhiều các dòng sản phẩm, từ dầu gội đầu, sữa tắm cho đến sữa rửa mặt và sữa rửa một vài thứ khác. Anh em có thể lên trang web và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện tại đang có rất nhiều dòng sản phẩm cũng như mức giá cũng rất hợp lý. Tuy nhiên, nếu như mọi người không biết phải mua gì để thực sự phù hợp với da của chúng ta, Nước men có một công nghệ rất hay, đó chính là quét mặt bằng AI. Anh em chỉ cần truy cập vào trang web của Nước men bằng điện thoại, trả lời các câu hỏi và cũng như để camera quét mặt của mình. Sau đó, AI của Nước men sẽ phân tích xem tình trạng da của chúng ta như thế nào và để tư vấn sản phẩm phù hợp. Chưa hết, Nước men cung cấp một loại dịch vụ dưới dạng thuê bao định kỳ sẽ gửi các combo sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của các bạn. Ở đây, chúng ta sẽ có rất nhiều mức giá để lựa chọn phụ thuộc vào tần suất các bạn muốn Nước men gửi đồ. Chưa tin lắm, muốn dùng thử, chỉ với 39.000 là chúng ta đã có một lọ sữa tắm, một dầu gội và một lọ dung dịch vệ sinh nam để test xem sản phẩm của Nước men có phù hợp với mình hay không. Và đây là gói sản phẩm 39.000 để cho chúng ta dùng thử các sản phẩm của Nước men. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một lọ sữa tắm và một lọ thì nó là dung dịch vệ sinh dành cho nam. Cá nhân mình thì cũng đã trải nghiệm sữa tắm cũng như là sữa rửa mặt của Nước men rồi. Mùi khá là dễ chịu cũng như là với một cái làn da nhạy cảm như mình thì chưa thấy kích ứng gì cả. Vẫn rất là ok. Đây là một dịch vụ khá hay ho và mới lạ tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Nước men cũng là một trong những đơn vị đi đầu ở trong dịch vụ này. Hiện tại ở Mỹ thì các loại dịch vụ kiểu dạng thuê bao như này như là Dollar Shave Club thì cũng khá là phổ biến. Vậy nếu như các bạn muốn thử dịch vụ mới mẻ hay ho này, mình sẽ để đường link ở ngay phía bên dưới. Nhớ check nếu như các bạn quan tâm nhé. Quay trở lại vlog nào. Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi thì mới quay vlog và ngày hôm nay thì mình đang tính là quay một cái ngày làm việc của đường 2 chiều các bạn. Nhưng mà kết cục là làm việc xong nó thành dã ngoại ấy các bạn, bởi vì là mưa. Mưa bắt cả đáy. Ê bọn này hôm nay bị đám ma à? Bây giờ mới để ý xì ạ. Anh có thể lấy cái nhân lều nữa kìa, xong rồi đi. Tức là tao thuê một cái lều nữa để tao dựng, giải cái lều ra để tao chăng thành cái mái đúng không? Chứ thay vì là tao dựng thành cái lều đúng không? Anh ngồi định vào cái lều đấy không? Đợi lúc em dựng xong cái lều em về với mẹ em Hà Nội. Quay cái này nó một cái bạt ấy, tăng em cắn tên vlog đám ma trong rừng à? Tốt, thằng này trông quen nhỉ, hình như là có làm YouTube hay sao ấy. Con bò lấy mà nó to lắm. Bình thường. Nhìn đẹp bé hơn. Hôm nay đoạn này thì bé rồi. Bây giờ thì mình đang ở Hàm Lợn các bạn ạ. Đây là một cái khu mà kiểu rất là hay, mọi người hay đến đây để cắm trại ở ngoài miền Bắc này, ngoài Hà Nội này. Rất nhiều xe. Hôm nay không hiểu sao mọi người kiểu đúng kiểu được thả ra, mọi người đi chơi nhiều quá luôn. Bây giờ đang vẫn đang mưa các bạn ạ. Đi suốt từ sáng giờ 8 giờ 9 giờ đi. Mẹ nó mưa đến tận bây giờ vẫn chưa quay được gì. Cay quá. Bây giờ phải đi thuê cả lều để nằm đấy các bạn ạ. Mưa quá.
Nói chung là với những công việc của đường hai chiều thì nó sẽ hơi vất vả, những cái khoản mà phải review những cái xe mà nó bắt phải đi xa các bạn, nó bắt buộc phải đi xa. Thế là mình cứ phải đi vào mấy tiếng đồng hồ, phải đi hẳn ra ngoài Hà Nội này, thế là nó sẽ rất là mệt. Thế là lý do vì sao mà kênh Tân một cú đều nặng thế. Thắp hương, thắp hương. Đến giờ cúng rồi, đang 3:60 rồi. Cuối cùng chiều cho con quay. Chiều cho nó vừa con quay cái. Đây là một chiếc xe có khối động cơ mà nó không còn sử dụng đèn đuốc nữa, mà nó đã sử dụng điều khác gì trong cả đời. Ngoài ra chúng ta phải có bản điều khiển động cơ là đặc biệt, và chúng ta có thể sử dụng nhiều phần. Hả? Anh cứ thử lên đi. Con Panam đây này. Về tư thế ngồi thì đây là một chiếc. Đi về. Mưa quá. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. iPhone 13 đấy em có mua không ạ? Mua thì anh sẽ gửi cho em được link ở cell phone S ngay phía bên dưới nhá. Cháu lúc mà quay video bị điên à? Nghiên cứu mà lát nữa phải thảo ra nhá, mẹ đừng điều chết ra ngoài thương mà. Nhưng mà sao à, sau khi mà đã chờ mấy tiếng đồng hồ ở trong lều, bọn tôi quyết định là sẽ kệ con nó và đội mưa đi các bạn ạ, bởi vì không thể chờ nổi nữa. Đấy, Tùng Phạm mày cầm con máy mấy chục triệu cũng kệ mẹ luôn rồi. Đi con xe tỉnh bạc em kệ mẹ luôn mà. À, xe của hãng mà, xe của đâu. Vất hết rồi các bạn. Bây giờ mình đã về đến Hà Nội rồi. Vài vẫn mưa đây. Đây. Các bạn nhìn thử tay mình trông nó có da dặn không? Trông nó có trải đời không? Mày nhăn vách cả đái đây. Về đến nhà rồi các bạn. Giờ phải đi tắm đó. Tắm rửa xong rồi vẫn phải đi ra ngoài đường các bạn ạ. Thì tất nhiên là để đi đón chứ còn gì nữa, mà đón ai, làm gì có ai quyền lực hơn cái nóc nhà nữa. Đây chính là con chó đã bắt tôi đi đổ mưa thì đón ngày hôm nay. Nếu các ông mong ăn cơm chó trong video hôm nay thì chắc là không có đâu các ông ạ. Cứ từ từ bình tĩnh, hôm nào tôi dọn hẳn một mâm cỗ toàn cơm chó các ông ăn cho mà xem. Lâu lắm rồi không quay vlog các bạn ạ. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã hình dung được một cái buổi làm việc điển hình đen đủi của đường hai chiều là như thế nào. Mưa vãi cả đái ấy. Mà lạnh quá. Mẹ đi. Nhưng hôm mưa này rất là khổ bởi vì quay rất là ít, rồi chưa kể đến nữa là máy móc không biết là nó có hỏng hóc gì không. Nhưng mà thôi không sao, mình vẫn có thể sử dụng chiếc iPhone 13 Pro này để quay vlog cho các bạn. Bởi vì chiếc iPhone 13 Pro này là mình đi mượn chứ không phải của mình. Và thông qua vlog này thì các bạn có thể thấy được cái chất lượng camera trước cũng như là camera sau của iPhone 13 Pro của mình khá hài lòng. Thực sự rất là hài lòng. Và mình nghĩ rằng là chiếc iPhone 13 Pro Max sắp tới và mình sẽ mua thì nó cũng sẽ là một cái công cụ để mình quay vlog nhiều hơn. Cái chất lượng ra rất là ngon. Tuy nhiên nếu như các bạn để ý thì có một số đoạn mình quay bằng chế độ cinematic và cái chế độ này chỉ quay Max được là Full HD thôi. Mình vẫn scale tiếp lên 4K, các bạn có thể thấy rằng là cái chất lượng của nó có bị giảm đi đôi chút ở một số đoạn. Thực sự là như vậy, rất mong Apple sẽ có một cái option để cho quay 4K không cần Dolby Vision cũng được. Còn lại về chất lượng tổng thể chung rất là ngon, mình đặc biệt hài lòng với chất lượng chống rung của iPhone 13 Pro năm nay. Thực sự rất là tốt. Khi mà mình đi qua những cái đoạn đường gập ghềnh thì chất lượng quay ra vẫn rất ổn, vẫn có thể sử dụng được. Và một lần nữa xin cảm ơn Nơ Men đã đồng hành với mình trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn muốn biết thêm chi tiết về Nơ Men cũng như các dịch vụ của họ, mình sẽ để đường link ở ngay phía bên dưới. Nhớ click nếu anh em quan tâm nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video và để thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào.